Xin chào, tiếng Việt trở thành ngôn ngữ của thế giới. Đây có lẽ là ước mơ của tất cả người dân Việt Nam. Lúc đấy bạn có thể đi bất cứ đâu trên thế giới và vô tư trò chuyện với tất cả mọi người. Những biển hiệu, nhà hàng, khách sạn đều có chú thích bằng tiếng Việt. Và thú vị hơn là chúng ta có thể nhắc nhở một người Mỹ nào đó rằng họ nói sai ngữ pháp và mình sẽ chỉ cho họ cách nói đúng. Quá tuyệt vời phải không? Ít nhất không phải bục mặt học tiếng Anh để qua môn đã là một điều rất sung sướng rồi. Thế nhưng liệu tiếng Việt có trở thành ngôn ngữ của thế giới được không? Làm sao để chúng ta làm được điều đó? Các bạn hãy cùng mình khám phá trong video này nhé! Để biết làm thế nào có thể đưa tiếng Việt trở thành ngôn ngữ của thế giới, trước hết chúng ta hãy xem con đường mà tiếng Anh hiện đang là ngôn ngữ của thế giới nó đã làm thế nào để leo được lên ngai vàng này. Nói việc tiếng Anh trở thành ngôn ngữ của toàn cầu, cái đầu tiên chúng ta không thể bỏ qua đó là lịch sử. Tiếng Anh hiện nay chúng ta đang học có vẻ thiên về Anh Mỹ, nhưng nguồn gốc của tiếng Anh phải nói là tiếng Anh của người Anh. Trong lịch sử, đế chế của người Anh đã từng là bá chủ của thế giới. Cụ thể là khoảng từ thế kỷ 16 đến gần đầu thế kỷ 20, lúc đó đế chế Anh vô cùng hùng mạnh. Họ được mệnh danh là đất nước mặt trời không bao giờ lặn. Nghĩa là sao? Nghĩa là xung quanh trái đất thì toàn là lãnh địa của người Anh. Thế nên mặt trời có chiếu về phía nào của trái đất thì cũng là chiếu trên nước Anh hết. Lúc đó đế chế Anh chiếm tới 1/5 dân số toàn cầu và 1/4 diện tích đất liền trên cả hành tinh. Với miền đất trải rộng và dân số cực kỳ đông như vậy mà tất cả mọi người đều nói tiếng Anh thì chẳng cần làm gì, tiếng Anh cũng tự nổi tiếng. Đó là về lịch sử. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đến với lý do thứ hai khiến tiếng Anh nổi tiếng, đó là sự phát triển trở thành siêu cường số 1 thế giới của Mỹ. Điều thú vị ở đây là người Mỹ có nguồn gốc từ Anh và đương nhiên họ cũng nói tiếng Anh. Khi Mỹ trở thành siêu cường mà trước đó là Anh, hai đất nước này là trung tâm tài chính và kinh doanh của thế giới. Hai cường quốc này đã khiến cả thế giới phải tìm đến họ để giao dịch và đương nhiên muốn giao dịch được với họ thì phải nói được tiếng Anh. Chính sự ảnh hưởng mạnh mẽ từ sức mạnh kinh tế đã đưa tiếng Anh lan rộng ra toàn cầu. Đơn giản nhất, nếu bạn làm YouTube bằng tiếng Anh, doanh thu của bạn sẽ tăng gấp 10 đến 200 lần so với tiếng Việt. Vậy nên bạn sẽ thấy tiếng Anh cực kỳ cần thiết. Mà trước đây Nhật Bản nổi lên, rồi gần đây Trung Quốc cũng nổi lên. Chúng ta bắt đầu đổ xô đi học tiếng Trung và tiếng Nhật. Đó chính là tác động về kinh tế. Tiếp theo, lý do thứ ba đó là sự phát triển của công nghệ thông tin. Các bạn có thể thấy chúng ta sử dụng rất nhiều sản phẩm của người Mỹ, từ những cái điện thoại, máy tính cho đến những sản phẩm mềm như mạng xã hội Facebook, Google, YouTube. Chúng đều được viết bằng tiếng Anh. Mặc dù những sản phẩm quá phổ biến thì đã có hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt, thế nhưng bằng cách nào đó chúng ta vẫn thường xuyên bắt gặp tiếng Anh. Điều đó cho thấy chúng ta bị tác động bởi tiếng Anh và dần dần được làm quen với nó dù có muốn hay không. Không chỉ các sản phẩm về công nghệ, các sản phẩm giải trí cũng không đứng ngoài cuộc chơi. Các bạn có thể rất thích những sản phẩm âm nhạc bằng tiếng Anh, ví dụ như Modern Talking. Khi yêu những bài hát này, tự nhiên các bạn cũng sẽ muốn học tiếng Anh. Giống như cái thời nhạc Hàn nổi đình đám, đi đâu cũng nghe nhạc Hàn, thì nhiều đứa bạn mình chẳng hiểu tại sao tự nhiên rất chăm học tiếng Hàn. Sau này thì nói tiếng Hàn cũng ra gì phết. Chưa hết, còn phim điện ảnh. Bây giờ đố bạn tìm được một ai chưa từng xem hoặc nghe phim của Hollywood. Ngành công nghiệp phim của Mỹ có lẽ vẫn là bá chủ toàn cầu. Mặc dù phim Trung Quốc cũng rất hay và phim Nhật thì không thể cai được, nhưng phim Mỹ vẫn rất được ưa chuộng bởi sự đa dạng, cuốn hút và sự đầu tư khủng khiếp vào đó. Mà xem phim thì ai chẳng thích nghe âm thanh gốc, thích nghe hiểu thay vì đọc sub. Cho nên cuồng phim Mỹ thì cũng tự nhiên muốn học tiếng Anh và lại là một kênh tiếp thị cho tiếng Anh nổi tiếng. Và cái cuối cùng đó là tiếng Anh có vẻ dễ học. Cái này thì tùy thuộc vào khả năng cảm thụ của mỗi người, nhưng theo mình thì tiếng Anh có vẻ dễ học hơn các tiếng khác. Bởi vì thứ nhất là chữ viết của nó không có dấu, không giống tiếng Việt, không tự hình như tiếng Trung, không lằng ngoằng như tiếng Thái, tiếng Lào. Thứ hai là hệ thống ngữ pháp và cấu trúc của tiếng Anh. Mình ngồi ngẫm thì thấy nó cực kỳ khoa học, logic và chặt chẽ. Nó giống hệt như các ngôn ngữ lập trình. Mình thực sự thán phục và không thể hiểu được tại sao người ta có thể nghĩ ra hệ thống ngôn ngữ này. Đây chỉ là một số lý do chính, nhưng nếu Việt Nam làm được những điều trên thì tiếng Việt rất có thể sẽ là ngôn ngữ của thế giới. Chỉ cần cho 1/4 thế giới thành thuộc địa, chỉ cần cho nền kinh tế trở nên mạnh nhất toàn cầu, chỉ cần có những sản phẩm trí tuệ khiến cả thế giới phải rung động mà mình thấy Sơn Tùng đã làm được một chút. Và sau cùng, phải có những sản phẩm nổi bật hàng đầu thế giới về công nghệ thông tin. Nghe thì có vẻ hư cấu, nhưng thực tế chắc là không làm được. Thế nhưng các bạn cứ thử cố gắng xem sao. Tương lai là của lớp trẻ chúng ta cơ mà. Người Việt bản chất rất giỏi chứ không phải không. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.